Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị, chương trình thời sự này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Do ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn gây lũ quét, ngập úng và sạt lở đất trên diện rộng, sáng nay ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 2285 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quyết định nêu rõ, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, suối Nhù tại Văn Bàn đang lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực, kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn. Thiên tai cũng đã làm chết 6 người, 9 người bị thương do sạt lở, 50 nhà ở bị ảnh hưởng. Hơn 248 hectare sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện bị sạt lở, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỷ đồng. Trước tình huống thiên tai đang có diễn biến hết sức phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn cấp yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, có kế hoạch và các biện pháp phù hợp ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại. Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp, giao thông trong mọi tình huống. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương theo quy định, xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ hàng cứu trợ, quyên góp từ các cá nhân, tổ chức để gửi đến người dân vùng thiên tai. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát, đã có 7 người chết trong vụ sạt lở đất xảy ra vào 3 giờ sáng nay. Khoảng 3 giờ sáng nay xảy ra vụ sạt lở đất, một lượng đất đá lớn tràn vào nhà 4 hộ trong thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, khiến 7 người tử vong. Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của huyện Bát Sát, tại xã Dền Sáng có 1 người bị thương, xã Trung Lành Hồ, 1 người bị lũ cuốn trôi. Xã Quang Kim có khoảng 66 hộ tại các thôn bị ngập úng nhà ở do nước dâng. 9 hộ dân ở các xã bị sạt lở ta luy dương gây ảnh hưởng. Tỉnh lộ 156B thuộc địa phận các xã Bản Qua, Quang Kim ngập úng sâu, các phương tiện tạm thời không lưu thông được, ngập úng khoảng 74 hecta lúa, hoa màu và 1,8 tấn thủy sản. Bát Sát đang huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn và thực hiện công tác khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của huyện Văn Bàn, đến sáng nay ngày 9 tháng 9, huyện đã ghi nhận một trường hợp tử vong do thiên tai tại thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Hạ. Hiện xã Khánh Yên Hạ đã di chuyển 20 hộ dân ở thôn Nà Nheo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại thôn Làn 1, xã Khánh Yên Trung xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở nhà ở của 3 hộ dân. Thôn Xuân Khánh, xã Khánh Yên Hạ sạt lở khối lượng đất khoảng 300 mét khối, nguy cơ ảnh hưởng đến 4 hộ. Tại hai thôn Xì Ngài và Hỏm Trên, xã Nậm Chảy có 6 hộ nguy cơ bị sạt lở đất. Huyện đang tiếp tục rà soát, di chuyển ngay người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thống kê mới nhất, toàn huyện đã di chuyển được 331 hộ, 1.457 nhân khẩu trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại thành phố Lào Cai, mực nước sông Hồng đang dâng cao. Nguy cơ ngập úng không chỉ xảy ra ở khu vực trũng thấp mà còn đe dọa trực tiếp đến nhiều tuyến phố, khu vực dân cư ở phía trên. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại lúc 9 giờ sáng nay mùng 9 tháng 9. Chỉ còn khoảng hơn 1 mét nữa, nước sông Hồng sẽ ngang với mặt đường An Dương Vương. Hiện tại cái điểm tôi đang đứng đây thì nước đã dồn về cũng ngày một lớn, và cũng cách chân tôi đứng đây thì khoảng độ tầm ngót 1 mét nữa. Thì tôi nghĩ cái đà này thì nước về xuôi thì sẽ có ảnh hưởng rất nhiều cho bà con ở những khu vực và dưới vùng người thấp. Là khu vực trũng lại sát với cống thoát nước ra sông Hồng, nên từ 9 giờ, điểm giao cắt giữa đường Cao Bá Quát và đường Hồng Hà đã ngập sâu trong nước tới hơn 1 mét. Nhiều gia đình đã được lực lượng địa phương đến hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Có khoảng gần 40 hộ gia đình của khu vực này đang bị ngập. Chúng tôi đã di chuyển, hỗ trợ để di chuyển toàn bộ tài sản và nhân dân hiện nay khu vực này. Đồng thời chúng tôi cũng cảnh báo đối với tất cả các khu dân cư trên địa bàn của phường để nâng cao cái tinh thần phòng ngừa và phát huy 4 tinh thần tại chỗ để kịp thời khắc phục, ứng cứu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Do mưa lớn kéo dài cũng như nước từ khu vực thượng nguồn đổ về mạnh khiến mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, khả năng ngập lụt ở một số xã phường trên địa bàn thành phố là rất lớn. Nhiều hộ dân ở các xã phường như Thống Nhất, Bình Minh, Duyên Hải, Bắc Cường
đã bị ngập úng, thiệt hại nhiều diện tích rau màu. Tại huyện Bảo Yên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã khiến mực nước trên lưu vực các sông suối lên nhanh, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, một số khu vực vẫn đang bị cô lập. Thống kê ban đầu, mưa lũ khiến một gia đình ở bản Hai Là, xã Xuân Thượng bị sập, hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu ngập nước dưới 1 mét, gần 200 hecta hoa màu của người dân bị vùi lấp. Mưa lũ kéo dài cũng gây thiệt hại 13 công trình giao thông và một trạm y tế. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập cục bộ, ách tắc giao thông, cô lập cục bộ do lũ sông Hồng, sông Chảy và các suối dâng cao. Hiện đang mất điện toàn bộ khu vực thị trấn Phố Giàng. Địa phương đang tập trung huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Bảo Yên đã di chuyển 104 hộ dân tại địa bàn 11 xã do ngập lụt và có nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn. Các thủy điện thông báo vẫn tăng lưu lượng xả lũ nên mức nước trên sông Chảy, sông Hồng và các suối sẽ vẫn còn tiếp tục dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng chủ động di dời đến nơi an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản. Tại huyện Bảo Thắng có 361 nhà bị ngập nước, sạt lở tại các xã và thị trấn. Các hộ bị ảnh hưởng đã được di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Gần 300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 7 hecta thủy sản bị chảo vỡ. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, khối lượng đất đá lớn, một số khu vực ngập úng cục bộ gây ách tắc và chia cắt tạm thời. Huyện Bảo Thắng chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân, kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn từ đêm qua mùng 8 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sapa đã có 5 điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Hai điểm sạt lở lớn nhất trên tuyến quốc lộ 4D thuộc km 116 900 và km 117 900. Tổng khối lượng sạt lở tại hai điểm này khoảng hơn 1.000 mét khối đất đá và gây ách tắc toàn bộ tuyến đường, các phương tiện không thể lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai đã cắm biển báo, cảnh báo người dân, đồng thời huy động máy móc phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Hiện đã thông một làn đường, đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, do nước lũ suối ngòi đun lên cao vào đêm qua, nhà máy nước Cốc San thành phố Lào Cai cũng đã bị ngập hoàn toàn. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, thời điểm này đơn vị đang dồn sức khắc phục sự cố để sớm cấp nước trở lại cho người dân. Nước lũ dâng cao khiến toàn bộ nhà máy nước Cốc San chìm trong biển nước. Rất may, đơn vị đã chủ động ứng phó, kịp thời di chuyển máy móc đến vị trí an toàn. Chuẩn bị tất cả về nhân lực, vật lực, con người, hóa chất. Khi mà đến đêm ngày hôm qua thì bắt đầu là bị ngập lụt. Thì đã di chuyển tất cả các máy móc, thiết bị. Thế thì cho đến bây giờ thì đến 4 giờ sáng, nó do ngập cao quá, mất nước hoàn toàn. Sau 8 giờ dừng hoạt động do mưa lũ dâng cao và đến gần 9 giờ sáng nay thì nhà máy nước Cốc San đã hoạt động trở lại với 50% công suất. Tuy nhiên chưa biết cái thời điểm nào có thể cấp nước trở lại cho người dân do hệ thống điện đang gặp sự cố. Đơn vị đang huy động lực lượng bắt tay vào việc sửa chữa để đảm bảo sớm cấp nước trở lại nhanh nhất cho người dân. Nhà máy nước Cốc San cung cấp nước sinh hoạt cho 45.000 hộ dân trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trước sự cố này, nhà máy nước Lào Cai chạy vượt công suất để hỗ trợ cung cấp nước cho người dân. Nếu mưa lũ tiếp tục dâng cao, nguy cơ các nhà máy cấp nước tại Lào Cai dừng hoạt động rất lớn. Các nhà máy cung cấp nước khuyến cáo người dân cần sử dụng nước tiết kiệm, phòng ngừa tình trạng mất nước có thể kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo phương án an toàn cho học sinh. Duy nhất có thành phố Lào Cai tổ chức dạy học tại các trường đảm bảo được các điều kiện an toàn cho học sinh. Và theo thống kê, tỷ lệ chuyên cần sáng nay tại các cấp học trên địa bàn thành phố như sau. Cấp học mầm non đạt 22,36%, cấp tiểu học đạt 60,49%, cấp học trung học cơ sở tỷ lệ chuyên cần đạt 82,31%. Mưa lớn đã làm 20 trường và điểm trường ở các huyện Bát Sát, Mường Khương, Simacai, Văn Bàn, Bắc Hà bị ảnh hưởng do sạt lở. Các huyện Simacai, thị xã Sapa có nhiều điểm trường bị sạt lở và chưa có thống kê cụ thể. Tổng hợp từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 9 giờ sáng nay ngày 9 tháng 9, mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn đã làm 14 người chết tại thị xã Sapa, các huyện Văn Bàn, Bắc Hà và Bát Sát.
Mưa lũ sạt lở đất cũng làm thiệt hại 444 nhà dân tại thị xã Sapa và các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Yên. Tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Simacai, sạt lở 200 mét khối đất đá, cung sạt dài khoảng 100 mét, nguy cơ tiếp tục sạt lở khoảng 1.000 mét khối, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của 20 hộ dân phía dưới với 77 nhân khẩu. Mưa lũ, nước sông suối dâng cao cũng làm thiệt hại gần 700 hecta lúa ngô, hoa màu và cây trồng khác, 13 hecta ao hồ nuôi thủy sản, nhiều gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi. Về hạ tầng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện bị sạt ta luy, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ, nhiều cầu tràn bị ngập, một cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. 4 công trình thủy lợi tại Văn Bàn bị đất đá vùi lấp cùng nhiều thiệt hại khác, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã và đang tiếp tục xuống cơ sở, tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, di chuyển người và tài sản ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Theo chúng tôi mới cập nhật được, tại thôn Hào Bình, xã Sán Trải, huyện Simacai có một nhà dân bị sập, làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Vào lúc 10 giờ 30 phút, hai tuyến quang Simacai Bắc Hà, Simacai Mường Khương đã bị đứt gãy, gây mất liên lạc. Hiện tại huyện Simacai đang bị cô lập và không thể liên lạc được. Thưa quý vị, mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra ở vùng núi phía Bắc, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng sâu ở nơi trũng thấp và sạt lở đất đá. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái có 7 người thương vong, hơn 3.000 nhà dân bị thiệt hại. Tại tỉnh Phú Thọ, sập cầu Phong Châu, rất nhiều xe ô tô, xe máy đã rơi trực tiếp xuống sông. Hôm nay và ngày mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục mưa rất to. Trên các sông ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các sông lên mức báo động 2, báo động 3, có sông lên mức báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất tại các tỉnh, trong đó có Lào Cai. Vâng, thưa quý vị, hai ngày qua, hoàn lưu của cơn bão số 3 gây mưa lớn và ngập cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Lào Cai, gây khó khăn cho việc di chuyển của phương tiện vận tải cũng như hoạt động mua bán tại các chợ. Tuy nhiên, sáng nay, các chợ trên địa bàn thành phố, các điểm bán đã mở cửa bán hàng bình thường để đảm bảo hàng hóa phục vụ cho người dân. Tôi đang có mặt tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm đều được cung ứng và đảm bảo đầy đủ trên thị trường. Lượng hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả, thịt lợn, thịt gà tại các điểm bán đầy đủ, giá cả các thực phẩm tươi sống không tăng, chỉ có các loại rau xanh tăng nhẹ so với những ngày trước đó do nguồn cung hạn chế, diện tích rau xanh bị ngập nhiều. Cùng với đó, việc vận chuyển từ xuôi lên bị chậm hơn do thời tiết. Mưa bão như này đấy, thịt lợn thì vẫn như bình thường như mọi ngày thôi. Có cái là mọi người mua nhiều hơn, còn giá cả vẫn như ngày bình thường. Hiện các loại rau ngót có giá 12.000 đồng một mớ, tăng 2.000 đồng. Rau cải thìa, rau cải ngọt giá tăng 2 đến 3.000 đồng, lên 23.000 đồng 1 kg. Cà chua giá dao động từ 37.000 đồng đến 40.000 đồng, tăng 3 đến 5.000 đồng 1 kg. Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố, giá ổn định không tăng so với ngày trước đó. Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật tới quý vị thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà. Vào hồi 9 giờ đã xảy ra sạt lở làm vùi lấp đổ sập hoàn toàn một nhà của hộ Vàng Sao Khoa tại thôn Hấu Rào, xã Bản Phố, làm 5 người bị vùi lấp, 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, cụ thể như sau. 5 người bị vùi lấp là Vàng Thị Bầu, giới tính nữ, sinh năm 2006, dân tộc Mông. Thảo Thị Thưởng, giới tính nữ, sinh năm 2001, dân tộc Mông. Giàng Thị Trá, giới tính nữ, sinh năm 1999, dân tộc Mông. Sùng Xeo Công, giới tính nam, sinh năm 2009, dân tộc Mông. Và Sùng Thị Dông, giới tính nữ, sinh năm 2024, dân tộc Mông. Và một người bị thương là Vàng Thị Dánh, giới tính nữ, sinh năm 2006, dân tộc Mông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình thiệt hại và tình hình mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh trong các và chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, trước những ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 tại các địa phương phía Bắc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện chỉ đạo kiểm tra giám sát thị trường trước hậu quả của cơn bão. Nội dung công điện yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, vụ thị trường và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lực lượng quản lý thị trường các địa phương trong cả nước huy động lực lượng giám sát chặt chẽ thị trường, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân, nhất là khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo ổn định giá cả, đồng thời thu thập thông tin,
phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng biến động thị trường để găm hàng, đầu cơ, tăng giá và các hành vi lợi dụng tình hình sau bão để thu lợi bất chính. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Mới đây, Thủ tướng Anh Starmer nhấn mạnh London sẵn sàng phối hợp với bất cứ ai được bầu làm Tổng thống Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Starmer chuẩn bị có chuyến công du Mỹ trong tuần này để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Starmer cho biết, với tư cách là Thủ tướng Anh, ông sẽ hợp tác với bất cứ ai được từ chí Mỹ bầu làm Tổng thống. Ông khẳng định, việc ông có các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Ukraine và Trung Đông là rất quan trọng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Anh cũng cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ về các vấn đề cấp bách cũng như các vấn đề mang tính chiến lược trong dài hạn. Đổi mới Pujiang năm 2024 đã khai mạc tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc với mục tiêu xây dựng một nền tảng mở cho đổi mới về khoa học công nghệ, hợp tác và trao đổi quốc tế. Diễn đàn đã thu hút hơn 300 đại biểu tham dự, trong đó gần 40% đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Với chủ đề hướng tới một môi trường mở cho đổi mới khoa học và công nghệ, sự kiện kéo dài 4 ngày này bao gồm một phiên họp chính với 24 diễn đàn chuyên ngành. Trong chuỗi sự kiện, Hội nghị đầu tư mạo hiểm toàn cầu WeStart đã khai mạc trong ngày 7 tháng 9, nêu bật 2.000 dự án khởi nghiệp và chọn giới thiệu trực tiếp 100 dự án đổi mới từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ giá nhiên liệu thế giới có triển vọng tăng, Nga mới đây đã nâng dự báo kim ngạch xuất khẩu dầu và khí đốt của nước này trong năm 2024. Theo tài liệu của Bộ Kinh tế Nga, năm nay xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ đạt được 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng trên một ngày, tăng nhẹ so với năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu được dự báo đạt 257,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,4 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó. Bộ này cũng dự báo giá dầu xuất khẩu trung bình năm nay là 70 đô la Mỹ trên một thùng, tăng 5 đô la Mỹ so với ước tính hồi tháng 4. Con số này cao hơn mức 64,5 đô la Mỹ trên một thùng năm ngoái và giá trần 60 đô la Mỹ trên một thùng mà phương Tây áp lên dầu Nga. Giá khí đốt tự nhiên cũng tăng với cả khách hàng châu Âu và Trung Quốc. Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão vào đêm 1 tháng 9, đi vào Biển Đông sáng 3 tháng 9, Yagi đã tăng cấp rất nhanh, trở thành siêu bão thứ 3 mạnh trên Biển Đông. Theo các chuyên gia, có 3 yếu tố khiến bão Yagi có sức tàn phá kinh hoàng khi tiến vào đất liền. Bão số 3 mạnh lên thành siêu bão vào sáng ngày 5 tháng 9, duy trì cường độ của một siêu bão mạnh cấp 16, giật cấp 18 đến 19 trên Biển Đông trong suốt 30 giờ. Do thời gian đầu đi qua khu vực có địa hình khá bằng phẳng, nên bão Yagi ít chịu ma sát và giữ được cường độ mạnh. Theo các chuyên gia, bão Yagi có sức phá hủy kinh hoàng do ba yếu tố là cường độ quá mạnh, thời gian quần tháo đất liền lâu và vùng đổ bộ dịch xuống phía nam, nơi có địa hình bằng phẳng và đông dân cư. Thưa quý vị, quan sát bản đồ dự báo mưa lũ trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai vào thời điểm này hiện đang ở màu tím, mức lũ rất cao và hàng chục điểm xung yếu. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng và khẩn trương di rời đến những điểm cao, an toàn, tránh nguy cơ ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất bất ngờ. Dự báo thời tiết cho các khu vực ngày và đêm nay. Vùng đồi núi thấp, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Vùng đồi núi cao, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nam cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thành phố Lào Cai, mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu du lịch Sapa, mưa vừa, mưa to và dông, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu du lịch Bắc Hà, mưa vừa, mưa to và dông, gió nam cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.